Kính chào quý vị, chúng ta đang bước sang ngày Tết thứ 3 của mùa xuân Mậu Tý năm 2008. Hy vọng quý vị đã hưởng trọn những hương sắc mùa xuân trong những ngày qua và đón nhận thêm những niềm vui mới trong ngày mùng 3 Tết. Mừng xuân mới, chương trình truyền hình đặc biệt mùng 3 Tết trên kênh HTV7 hân hạnh giới thiệu cùng quý vị những tiết mục sau đây. 5 giờ 5 phút chiếu phim truyện Trung Quốc Singapore Phúc Lộc Thọ tập 5. 6 giờ phim hoạt hình Toon Disney. 6 giờ 30 phút chào ngày mới. 7 giờ nghệ thuật và cuộc sống duyên dáng vách ngăn. 7 giờ 15 phút thơ ca giao hòa cánh chim cuối trời. 8 giờ 15 phút câu lạc bộ thể thao nhìn lại quyền Anh thế giới 2007. 8 giờ 45 phút thể thao sáng thứ bảy. 9 giờ 30 phút chiếu phim truyện Việt Nam nhà bình luận thể thao. 11 giờ kính đa trồng. 11 giờ 20 phút phong cách người nổi tiếng. 12 giờ chiếu phim truyện Đài Loan những người bạn thân tập 13 và 14. 13 giờ 50 phút câu lạc bộ thể thao bóng đá thế giới 2007. 14 giờ 30 phút chiếu phim truyện Việt Nam Ngôi Đình Thiên. 15 giờ 50 phút nhạc thính phòng những trích đoạn ca kịch nổi tiếng thế giới. 16 giờ 45 phút khoa học và đời sống nơi đến của ngày xuân. 17 giờ chiếu phim truyện Đài Loan Hoán Đổi Tình Yêu tập 9 giờ 10. 18 giờ bản tin kinh tế. 18 giờ 15 phút chiếu phim phần tiếp theo. 19 giờ siêu quậy Tí Hon. 19 giờ 50 phút tình thế giới. 20 giờ ngôi nhà mơ ước. 20 giờ 30 phút chuyện không của riêng ai. 21 giờ chinh phục đỉnh Everest. 21 giờ 10 phút cười chút chơi. 21 giờ 20 phút chiếu phim truyện Việt Nam KTX tập 46. 22 giờ 15 phút tin trong nước. 22 giờ 30 phút chiếu phim truyện Đài Loan Chùa Yêu Gạo tập 17. 23 giờ 30 phút tin của ngày tin thế giới tin thể thao. 23 giờ 50 phút người chiến thắng. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình truyền hình sáng nay.